Lê xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Thưa quý vị, hôm nay là bản tin Canada ngày 6 tháng 7 và mở đầu đó là những tin mà liên quan đến việc điều tra vụ giết người đang được tiến hành sau khi mà một người phụ nữ bị thiêu sống ngay tại Toronto. Người phụ nữ này bị thiêu sống ở ga Kipling vào tháng trước và đã tử vong vì vết thương của cô ấy. Cảnh sát Toronto nói rằng nạn nhân là một phụ nữ khoảng 20 tuổi, đã qua đời khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 7 sau 19 ngày trong bệnh viện. Cảnh sát cũng đã xác nhận đơn vị giết người đã tiếp nhận cuộc điều tra này và vụ việc xảy ra vào ngày 17 tháng 6 khi mà một người đàn ông đã đổ chất lỏng dễ cháy vào người một người phụ nữ trên xe bus TTC và đã châm lửa đốt cô trong một vụ mà cảnh sát gọi là một cuộc tấn công ban đầu thì có vẻ như là ngẫu nhiên và cảnh sát cho biết họ đang điều tra về sự tương tác được cho là diễn ra giữa người phụ nữ này và người đàn ông trước khi vụ bạo lực xảy ra. Nạn nhân bị bỏng cấp độ 2 và cấp độ 3 do hậu quả của vụ tấn công và vụ việc vẫn đang được điều tra như một tội ác có động cơ thù địch. Tenzin Nobu, 33 tuổi đến từ Toronto đã bị bắt và phải đối mặt với một số tội danh bao gồm là cố gắng giết người, tấn công bằng vũ khí, gây phiền toái thông thường gây nguy hiểm đến tính mạng, sự an toàn và sức khỏe của công chúng cũng như về hành vi lừa đảo hơn 5.000 đô la can thiệp vào tài sản và các cáo buộc chống lại nghi phạm có thể sẽ được nâng lên sau cái chết của nạn nhân. Em gái của nạn nhân là Dawa đã tạo một tài khoản trên GoFundMe và hiện nay tài khoản này đã ngưng vì nạn nhân đã qua đời và số tiền mà nhận được cũng đã hơn dự đoán là 6.000 đô la khi mà mục tiêu ban đầu chỉ đặt ra là 25.000 đô la. Dawa đã viết, vào ngày 17 tháng 6 thì em gái tôi trên đường đi làm công việc chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp thì bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt và người đã ném chất lỏng nhẹ vào người và thiêu sống em gái. Đây là một hành động thù hận ngẫu nhiên dưới bàn tay của một người diễn ra tại nhà ga Kipling ở Toronto, Canada và trong một tuyên bố cập nhật trên GoFundMe sau cái chết của nạn nhân, thì gia đình cho biết họ sẽ sử dụng số tiền mà đã quyên góp được cho chi phí tang lễ sắp tới và chi phí chăm sóc sức khỏe tính cho tới thời điểm hiện tại. Gửi em gái của tôi, gia đình rất yêu em và nhớ em rất nhiều. cầu mong linh hồn của em được yên nghỉ. TTC tăng cường tuần tra sau cuộc tấn công và điều tra đang diễn ra. Thị trưởng Toronto là ông John Tory cũng như là chủ tịch của TTC là Rich Larry đã bình luận về hậu quả của vụ việc và ông John Tory gọi đây là hành động tội phạm gây sốc không nên xảy ra ở bất kỳ đâu trong thành phố của chúng ta. Về phía ông Larry, thì vào thời điểm đó cho biết TTC luôn tìm cách cải thiện sự an toàn cho các khách hàng và nhân viên lưu ý rằng các quan chức đang tuyển dụng các cảnh sát đặc biệt mới và tăng cường tuần tra an toàn tại các trạm khác nhau. Chủ tịch của Ủy ban Vận tải cũng đã đề cập đến nỗ lực hiện đại hóa các nhà ga và lắp đặt nhiều hơn camera với các nhân viên bổ sung có thể nhìn thấy để có thể ngăn chặn các hành vi tội phạm xảy ra. Ông nói, tôi biết những sự cố như thế này đang gây ra lo lắng cho khách hàng của chúng ta và tôi chia sẻ mối quan tâm đó. An toàn là điều tối quan trọng đối với tất cả những gì mà chúng tôi làm và chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo TTC vẫn an toàn nhất có thể cho quý vị. Quay trở lại, việc tăng lãi suất nhanh chóng của Ngân hàng Trung ương Canada có thể gây ra suy thoái kinh tế, thưa quý vị. Khi mà một nghiên cứu mới công bố của Canadian Centers for Policy Alternatives, viết tắt là CCBA, của Ngân hàng Trung ương Canada cho biết, chiến lược của Ngân hàng Trung ương Canada trong nỗ lực giải quyết về lạm phát tăng vọt có thể gây ra nguy cơ suy thoái kinh tế. Nghiên cứu chỉ ra rằng trong 60 năm qua thì Ngân hàng Trung ương đã có 3 trường hợp điều hành giảm 5,7% tỷ lệ lạm phát bằng cách nhanh chóng tăng lãi suất và mỗi trường hợp đều kéo theo những suy thoái riêng của nó. Viện nghiên cứu cho biết nếu ngân hàng trung ương đặt mục tiêu giảm lạm phát từ 7,7% xuống mục tiêu 2% bằng cách là nhanh chóng tăng lãi suất thì nó có thể gây ra một thiệt hại tài sản thế chấp đáng kể mà đặc biệt ở đây đó là về vấn đề mô kệt, bao gồm 850.000 người mất việc làm và đang kêu gọi một chính sách mới về lạm phát mục tiêu để giảm rủi ro đó. Jennifer Lee, nhà kinh tế cấp cao tại BMO Capital Markets, Người đang mong đợi việc mà Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong tháng này cho biết các đợt tăng nhanh chóng và mạnh mẽ chắc chắn sẽ gây ra sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng kinh tế. Liệu nó có thể trở thành một cuộc suy thoái chính thức hay không? Nhưng rõ ràng là một sự chậm lại đáng kể. Bà cũng cho biết có một số lựa chọn thay thế mà Ngân hàng Trung ương có sẵn ngay bây giờ để có thể giải quyết vấn đề lạm phát đó là cần phải tăng lãi suất ngay bây giờ, những đợt tăng lãi suất lớn hơn để tiêu diệt con quái vật lạm phát này sớm hơn. Trong khi đó, David, trưởng bộ phận kinh tế của Macquarie Group, người cũng đang kỳ vọng là mức tăng 0,75 điểm phần trăm, đang dự báo về một cuộc suy thoái vào năm 2023 ở cả Canada và Hoa Kỳ. Ông David nói, chúng tôi cho rằng sự thu hẹp sẽ lớn hơn ở Canada do mất cân đối cơ cấu nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như là đầu tư nhà ở và mức nợ tiêu dùng. Canada cũng đang trải qua sự suy thoái tăng trưởng kinh tế và thậm chí còn phải sa thải trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như là công nghệ. Và theo cơ quan thống kê Canada cho biết vào tuần trước thì họ dự kiến báo cáo GDP giảm 0,2% trong tháng 5 do sự suy yếu trong lĩnh vực về tài nguyên, sản xuất và xây dựng. Và trong nghiên cứu của mình, thì CCBA cho biết Ngân hàng Canada có khả năng giảm nguy cơ đưa nền kinh tế vào suy thoái bằng cách là điều chỉnh tỷ lệ lạm phát mục tiêu xuống 4%. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh cách mà ngân hàng đã tránh được suy thoái thành công khi nhắm đến mục tiêu giảm lạm phát nhỏ hơn, cho phép ngân hàng mang lại mức tăng lãi suất nhỏ hơn trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, thì ông David cho biết, việc mà nâng mục tiêu lạm phát lên 4% sẽ là một ý tưởng tồi nó sẽ làm tổn hại đến uy tín và tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Canada và tạo ra nhiều bất ổn hơn. Nó cũng sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra kịch bản giảm giá nghiêm trọng, nơi mà có sự giảm kỳ vọng về lạm phát của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nghiên cứu của CCBA được đưa ra một ngày sau khi mà Ngân hàng Trung ương Canada công bố hai cuộc khảo sát hàng quý cho thấy người tiêu dùng và doanh nghiệp kỳ vọng lạm phát sẽ ở mức cao trong vài năm làm tăng khả năng tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong tháng này. Và trong khi nói chuyện với các phóng viên tại một sự kiện ở Brampton tỉnh bang Ontario vào đầu tuần vừa rồi, thì phó thủ tướng Christian Freeland đã được hỏi về nghiên cứu của CCBA và cho biết ngân hàng trung ương Canada được trang bị tốt để có thể xử lý về vấn đề lạm phát. Bà nói, họ có các công cụ và nó có các chuyên môn để có thể giảm lạm phát và tôi nghĩ tất cả chúng ta nên tin tưởng rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ làm được công việc của mình. Về việc có thể mất bao lâu để đạt được mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương thì đại diện của BMO cho biết, chúng ta có thể sẽ thấy lạm phát vào 3% ở cuối năm 2023 với khả năng 2024 hoặc là năm 2025 sẽ tăng thêm 2%. Các tòa nhà trường học tiếng Anh ở Quebec nằm trong số các tòa nhà được bảo trì kém nhất. Khi mà các tài liệu mới được công bố, vẽ nên một bức tranh tồi tệ với các trường tiểu học và trung học ở Quebec, với nhiều trường trong số đó bị điểm kém vì điều kiện về cơ sở hạ tầng. Và một trong số trường hợp, điều đó có nghĩa là các tòa nhà cần được đại tu lớn và các trường dạy tiếng Anh là một trong những trường tồi tệ nhất ở Quebec, nhưng chính phủ cho biết họ đang đạt được một tiến bộ sau những gì họ mô tả là nhiều năm bị bỏ bê thường xuyên. Đó là lý do tại sao vào tháng 3 thì hội đồng trường Eastern Township đã khánh thành một ngôi trường mới, ngôi trường đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ kể từ khi mà trường tiểu học Old Drummond đã hết chỗ và tại ngôi trường này phòng tắm chỉ có thể được thông qua phòng tập thể dục và một phòng chứa đồ được nhân đôi như một lớp học ở tiếng Pháp. Nó chỉ là một trong số trường cần được mở rộng hoặc là sửa chữa. Michael Murray, chủ tịch hội đồng trường Estin Township cho biết, "Tôi có thể nhớ mình đã đi vào một ngôi trường nơi mà bên ngoài văn phòng hiệu trưởng ở hành lang có một cái xô và nước chảy từ trần nhà xuống phía trên." Một danh sách cũng được cung cấp cho Radio Canada theo luật tiếp cận thông tin và được CTV News thu được cho thấy, hội đồng nhà trường có 59% tòa nhà đạt điểm đi, nghĩa là kém, và 32% thì xếp loại y, tức là rất kém. Đài hội đồng trường học tiếng Anh Monjo viết tắt là EMSB, 45% trường học bị xếp loại kém và 47% bị xếp loại rất kém, đặc biệt là những ngôi trường dạy tiếng Anh thưa quý vị. Bộ trưởng Giáo dục của Quebec là ông Jean-François Roberts đã nói rằng chính quyền Quebec hiện đã nắm bắt tốt hơn về tình trạng của các trường học trên toàn tỉnh và mặc dù một số trường trong tình trạng tồi tệ nhưng mà vẫn an toàn. Chưa bao giờ chính phủ đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng trường học và đặc biệt hơn là vào việc xây dựng trường học. Chúng tôi vừa hoàn thành một hoạt động thanh tra rộng lớn và lần đầu tiên chính phủ hiện có một bước chân dung chính xác về tình trạng của các trường học của chúng ta. Và thị trấn phía đông, Murray cho biết nguồn tài trợ sẽ tăng lên khoảng 10 triệu đô la trong 4 năm qua. Và ông cho biết số tiền này sẽ dành cho những cải tiến như là điều hòa nhiệt độ, thứ mà ông nói rằng hầu hết các trường đều không có. Về hệ thống đánh giá có liên quan, thì ông nói rằng nó không đại diện cho chất lượng giáo dục của các trường ở đây khi mà hệ thống đánh giá tập trung nhiều hơn vào những thứ có thể đo lường được như trường học bao nhiêu tuổi hơn là những thứ mang tính thẩm mỹ như là môi trường học tập tốt như thế nào điều khó ước tính hơn rất nhiều Canada phải vứt bỏ gần 14 triệu liều vaccine COVID-19 khi mà Bộ Y tế Canada cho biết phải vứt bỏ khoảng 13,6 triệu liều vaccine AstraZeneca do không tìm được bên tiếp nhận trước thời hạn sử dụng. Canada vào năm 2020 thì thưa quý vị đã ký hợp đồng với AstraZeneca để mua lên tới 20 triệu liều vaccine COVID-19 và Canada sau đó cũng đã tiến hành chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn với 2,3 triệu người đã tiêm ít nhất là một mũi vaccine này, chủ yếu là từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, sau những lo ngại về phản ứng, ví dụ như là đông máu hiếm gặp sau khi tiêm vaccine này, thì Canada đã chuyển sang sử dụng vaccine công nghệ mRNA từ Pfizer và Moderna. Vào tháng 7 năm 2021, thì Canada cam kết tặng khoảng 17,7 triệu liều vaccine AstraZeneca còn lại, nhưng mà đến ngày 5 tháng 7, Bộ Y tế Canada cho biết họ vẫn còn tồn tới 13,6 triệu liều đã hết hàng sử dụng và sẽ phải vứt bỏ. Canada đã tặng tổng cộng là 8,9 triệu liều vaccine AstraZeneca, gồm 4,8 triệu liều từ nhà cung cấp và 4,1 triệu liều từ cơ chế COVAX. Do nhu cầu vaccine hạn chế, các nước tiếp nhận gặp khó khăn trong việc phân bổ và sử dụng, nên họ đã từ chối loại vaccine này khoảng 85% dân Canada được coi là đã tiêm chủng đầy đủ và tỷ lệ này trên thế giới chiếm khoảng 61% trong khi các nước nghèo thì chỉ đạt được khoảng 16%. Nhiều quốc gia ở châu Âu đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 mới và giới chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 có thể tăng mạnh trong mùa hè do các biện pháp về hạn chế gần như đã được dỡ bỏ hoàn toàn trong khi tỷ lệ tiêm tăng cường thấp thì các ca nhiễm mới đã được thông báo diễn ra ở Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Hà Lan và Đan Mạch, chủ yếu là do hai dòng biến thể mới của Omicron gây ra. Đại dịch đang tăng tốc trở lại. Đây là những lời của Benjamin Davido, chuyên gia về dịch bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện của Pháp đã nói và điều quan trọng là chúng ta cần duy trì khả năng miễn dịch ổn định thông qua tiêm mũi tăng cường. Người có việc ở Sydney đảo lộn cuộc sống vì lũ lụt. Thưa quý vị, vùng ngoài ô của Sydney, nơi mà có nhiều người Việt sinh sống, đã phải hứng chịu đợt lũ lụt lớn thứ tư trong 18 tháng qua khiến cho cuộc sống bị xáo trộn. Bang New South Wales đã hứng chịu nhiều trận mưa với liên tiếp những ngày qua vì đợt áp thấp nhiệt đới mạnh. Ở vùng duyên hải phía đông Australia, và cục khí tượng thủy văn của Australia đã cảnh báo một số khu vực của bang trong vài ngày tới sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn, khiến cho tình hình lũ lụt ở đây trở nên nghiêm trọng hơn. Thành phố Sydney, đô thị trung tâm của bang đông dân nhất nước, ghi nhận lượng mưa trung bình là 733 mm trong 4 ngày đầu tháng 7 theo BBC cho biết. Mưa lớn suốt nhiều ngày đã nhấn chìm nhiều vùng ngoại ô cuốn trôi ô tô khỏi đường và đây là đợt lũ lụt lớn thứ tư tấn công Sydney trong vòng 18 tháng qua. Nước sông dâng cao ở vùng Duyên Hải trải dài hơn 300 km từ quận Newcastle đến phía nam của Sydney, trong đó có những khu vực tập trung đông người gốc Việt và hiện nay đang bị ảnh hưởng thưa quý vị và các quận này nơi mà có nhiều bà con việc sinh sống bị ảnh hưởng những cái đợt trận lũ gần đây đã lên tiếng và cũng đã cung cấp thông tin cho báo chí và một trong số những người việc ở đây đã nói rằng cho biết số lượng xe hỏng vì ngập nước được đưa đến các tiệm sửa ô tô trong khu người Việt đã tăng đột biến vài ngày qua khi nước lũ lên cao và nhấn chìm nhiều tuyến đường Cơ quan ứng phó khẩn cấp của New South Wales đã phải liên tục điều xuống cứu hộ, đi giải cứu ô tô đã hư máy, còn người dân trong vùng đã dần cảm thấy quen thuộc với việc mà cảnh nước sông đã tăng cao. Quan chức ở đây cũng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét ở Sydney và cho biết ban bố hơn 60 lệnh di tản cùng hơn 60 cảnh báo sơ tán trong vài ngày qua, tập trung ở khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố. Và một người Việt sống ở đây cũng đã tiếp tục nói, chính quyền địa phương chiều ngày 4 tháng 7 đã bắt đầu cung cấp những cảnh báo cụ thể về các đoạn đường và có nguy cơ ngập nước do mưa lũ giúp họ có thể lên phương án để đi lại. Và thưa quý vị, hy vọng là lũ lụt không gây ra um, những ảnh hưởng về nhân mạng của con người và mong cho tất cả mọi điều được bình an. Julie, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức được cập nhật nhanh trong ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel tin người Việt Canada xin chân thành cảm ơn